sĩ thì thân thiện, dễ thương. Em tên là Thu, em từ Đồng Xoài chạy lên ạ. Như là dòng xe con ạ. Em là 16 răng ạ. Thấy giao diện mới thì cũng hơi lạ mắt nhưng mà nhưng mà chắc chắn là sẽ đẹp hơn cái cũ rồi. Tại trước em cũng có làm răng sứ rồi nhưng mà cách đây 10 năm á chị, cái form răng nó thô với nó to. Với lại cái răng của mình lâu không đi nha khoa em nó bị vàng á chị. Dạ. Thì em cũng thấy bạn em làm cái dòng này thấy cũng ok cho nên em cũng quyết định chọn, với lại cũng phù hợp với túi tiền nữa. Thấy cơ sở vật chất mới hiện đại. Em có tham khảo trên hội nhóm rồi bạn em cũng làm bên này. Dạ, cho nên em quyết định qua đây luôn. Nói chung là không đau lắm. Tại hơi sáng quá nhìn, em nhìn không quen á. Nói chung là em cũng thiên về kiểu tự nhiên thôi.